Hello anh em, rất nhiều anh em đã đặt câu hỏi với mình là làm thế nào để test được cái bài mới và làm thế nào để đặt ngân sách quảng cáo cho cái bài mới hiệu quả. Thì đây là một câu hỏi của những anh em đang chạy quảng cáo người mới thôi. Thì chúng ta sẽ có những câu hỏi như thế này, không sao cả. Hôm nay mình xin chia sẻ cái cách thứ nhất là test bài, thứ hai là cách đặt ngân sách như thế nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về phần test bài. Test bài, thì test bài như thế nào? Thì test bài nó có rất nhiều cách test. Ở đây thì mình và xin chia sẻ theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Đấy, kinh nghiệm cá nhân của mình thôi chứ không có công thức, không có gì hết. Thì trước hết là test bài là gì, thì các bạn cứ viết cho mình, viết ít nhất là bốn bài quảng cáo, 4 bài để chạy quảng cáo. Ở đây nếu như các bạn có nhiều ảnh, ví dụ các bạn có 8 cái ảnh hoặc là 10 cái ảnh sản phẩm chẳng hạn, thì các bạn sẽ thay đổi vị trí của những cái bức ảnh, 4 cái bức ảnh đầu tiên xuất hiện, các bạn đúng không ạ? Thì cái bài quảng cáo của chúng ta nó có cấu hình, thứ nhất là về có hai cái, một bài quảng cáo, cấu trúc bài quảng cáo thì nó gồm có hai phần. Ở đây mình sẽ phóng to lên một chút cho anh em nhìn dễ. Cấu trúc bài quảng cáo thì nó có hai phần, phần một đó chính là phần content text. Thì cái phần này á thì người Việt nói chung là họ rất lười đọc, vậy nên là chúng ta cũng không cần phải viết quá nhiều thứ. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần các bạn viết toàn những cái của các bạn, tức là các bạn viết những cái hay của bạn, cái hay của sản phẩm các bạn hay viết như vậy, nhưng mà cái này chưa chắc đã phải hàng gần, đúng không ạ? Thì ở đây content text thì mình tạm thời mình bỏ qua, nó có rất nhiều các công thức viết content thì các bạn có thể lên mạng các bạn tham khảo công thức viết là AIDA. Đấy. Cái thứ hai là phần content media đây. Mình gọi là content media thì nó gồm có hình ảnh ấy, IMG chẳng hạn, hoặc là video các bạn nhé. Thì nếu như ở đây các bạn cái khung hiển thị của cái thằng Facebook, đây mình sẽ vẽ một khung như này, có 4 cái ô như này, đúng không ạ? Thì đây là số 1, số 2, số 3, số 4, đúng không ạ? Số 4 này thì thường là số 4 cộng. Đấy, sẽ hiện thị như này. Thì nếu như các bạn có nhiều hơn 4 ảnh thì các bạn có thể viết 4 bài content theo cấu trúc là 1 2 3 4. À, số ảnh hiển thị các bạn sẽ sắp đặt là 1 2 3 4 này, hoặc các bạn có thể sắp đặt là 5 1 3 6 đấy, cộng. Ví dụ đây là có thể là 5 6 7 8, 5 6 7 8 cộng, thì cái cộng đằng sau này thì tầng nó là 1 2 3 4. Đấy, các bạn hình dung ạ. Thì đây các bạn có thể thay đổi là 1 2 1 2 7 8 cộng. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái bài content kiểu như này. Thứ nhất là content là thay đổi cấu trúc về cái việc sắp xếp hình ảnh. Đấy, cái thứ hai là các bạn có thể là cái phần content này, nếu như các bạn có thể viết được 4 content text khác nhau thì các bạn lồng vào đây và chúng ta làm xen kẽ. Thì cái cấu trúc test bài ở đây thì cứ test thôi. Thông thường là mình test như thế nào? Các bạn lưu ý rằng là Facebook, gọi là AI Facebook rất thông minh, nó luôn luôn là muốn người dùng win, nhà quảng cáo win, và nó sẽ win. Người dùng win như thế nào? Tức là người dùng sẽ mua những cái sản phẩm ưng ý theo cái hành vi sở thích của mình, theo cái hành vi gần nhất của mình. Họ đang quan tâm điều gì thì Facebook sẽ phân phối đến cái điều đấy. Cái thứ hai là nhà quảng cáo win, tức là nhà quảng cáo bán được hàng, và cuối cùng là Facebook win, thì nhà quảng cáo bán được hàng, nhà quảng cáo trả tiền cho Facebook thì Facebook sẽ có tiền, đúng không ạ? Đấy, Facebook rất thông minh về việc này. Thì việc test bài, nếu như các bạn có một bài thôi, ví dụ các bạn chỉ có một bài 1 2 3 và 4 các bạn chạy như này và các bạn không có thêm những bài khác thì nó sẽ rất dễ là bị toang. Bởi vì sao? Bởi vì cái mà chúng ta biết ra chưa chắc đã phải khách hàng cần, vậy nên chúng ta cần test bài, test hình ảnh. Ở đây mình gọi là test hình ảnh các bạn nhé. Thì Facebook nó sẽ thông minh, nó sẽ phân phối cho mọi người, thì mọi người chỉ cần chạy quảng cáo 12 tiếng là mọi người biết ngay. Đấy, 12 tiếng mọi người biết ngay là cái bài đấy có hiệu quả hay không. Hiệu quả ở đây là gì? Thứ nhất, hiệu quả cái thứ nhất đó chính là một, đó chính là ra kết quả rẻ, và cái thứ hai là chốt được đơn. Đấy, chốt được đơn là cái điều quan trọng.
Nếu như các bạn ra kết quả rẻ không chốt được đơn thì ở đây các bạn có thể hiểu rằng là cái tệp khách hàng mình đang nhắm tới nó đang bị sai, vậy nên các bạn cần phải thay đổi luôn, cần phải thay đổi luôn. Chúng ta cần phải chạy một bài quảng cáo khác để tiếp cận đến những cái tệp đối tượng khác, tuy rằng kết quả có thể ra đắt hơn một chút nhưng mà chúng ta chốt được đơn thì nó lại khác. Các bạn hiểu không? Cái cuối cùng là chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là chốt được đơn thì chúng ta sẽ kết luận bài quảng cáo đấy có hiệu quả hay không, đúng không ạ? Ok, còn cái phần số 2 là đặt ngân sách. Đặt ngân sách, cái đặt ngân sách này thực ra nó dựa vào cái dựa vào kinh nghiệm, trải nghiệm của người chạy quảng cáo. Nó sẽ không có một cái ngân sách nào cụ thể, nhưng theo mình nhá, thì ít nhất là bài quảng cáo phải hiển thị min 1.000 lần, min 1.000 lần thì chúng ta mới có thể đưa ra được cái quyết định là có chạy tiếp hay không, có tắt quảng cáo không. Còn cái ngân sách ở đây các bạn đặt tùy, nhưng mà hiện tại theo mình thì là cái ngân sách tối thiểu các bạn nên đặt là 150.000 trở lên, 150k ngân sách tối thiểu. K trên một ngày thì các bạn sẽ theo dõi 2 khung giờ vàng, đó chính là từ 11 giờ đến 2 giờ chiều và từ 19 giờ cho đến 23 giờ đêm. Chúng ta sẽ quan sát rằng cái khung giờ đấy nó sẽ ra kết quả như thế nào, các bạn nhé. Quan sát 2 khung giờ vàng thôi, nếu như nó ra kết quả mà chúng ta chốt được đơn thì bài quảng cáo đấy chúng ta sẽ giữ lại, còn nếu như không thì các bạn có thể tắt ngay lập tức và chúng ta chuyển bài khác. Đấy, ngân sách tối thiểu là như vậy. Còn ngân sách tối đa thì là bao nhiêu tiền một nhóm, thì đối với tài khoản quảng cáo limit 230k thì ngân sách tối đa các bạn có thể đặt là 250.000 trên một ngày. Tài khoản limit 1.1 triệu thì các bạn cái ngân sách tối đa an toàn thì theo mình đó chính là 500k cho đến 700k. Đấy, cái limit 5.8 triệu thì theo mình cái ngân sách hợp lý, tối đa hợp lý trong một ngày đó chính là 3 triệu, 3 triệu. Còn low limit thì là cái hàng rất là ổn, vậy nên là ngân sách theo mình nó sẽ dưới 100 triệu. Ngân sách tối đa đi, low limit tối đa 100 triệu trên một ngày, lâu lâu đối với tài khoản mới và chúng ta mới bắt đầu chạy, các bạn hình dung không? Thì nếu như các bạn đang chạy cái tài khoản nào, limit dạng nào thì các bạn có thể áp dụng cái công thức này, hoặc là các bạn có thể kiểm tra cái người nữa gọi là kiểm tra tệp Facebook phân phối cho mình. Ví dụ một cái tệp là 5 triệu người, 10 triệu người đi, một cái tệp trên Facebook là có 10 triệu người, 10 triệu người, và chúng ta sẽ đặt ngân sách mắc bình ví dụ là 40 tỷ thì Facebook nó sẽ cho chúng ta một con số, cho chúng ta ví dụ con số là 5 triệu người tiếp cận tối đa 5 triệu người. Thì nếu như chúng ta muốn tiếp cận một cái tệp 1 triệu người, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ thử thử ngân sách đạt được 1 triệu người. Đấy, thử ngân sách, chúng ta đặt một ngân sách ví dụ 5 triệu người, chỗ này là 40 tỷ chẳng hạn, 40 tỷ thì cái ngân sách 1 triệu người này nó rơi vào tầm, mình lấy ví dụ con số ví dụ đi là khoảng độ theo mình là 100 triệu, 100 triệu là hợp lý rồi, nào có thể tiếp cận được 1 triệu người, 100 triệu thì chúng ta sẽ lấy 100 triệu ra, chúng ta sẽ đặt ngân sách 100 triệu, chúng ta để ăn hết cái tệp 1 triệu này, để thu được cái tệp 1 triệu người khách hàng tiềm năng này, thì các bạn có thể là chạy trong vòng 7 ngày, trong vòng 1 tuần chẳng hạn, hoặc 1 tháng. Khi các bạn chạy 1 tuần hoặc 1 tháng hết thì các bạn thu được một cái tệp, gọi là một cái tệp, thu được tệp 1 triệu người, 1 triệu người khách hàng tiềm năng. Đấy. Thì sau khi mà thu được cái tệp này rồi thì việc tiếp theo chúng ta là sẽ bỏ tiền ra chạy quảng cáo cho cái tệp này,
bạn đã chạy quảng cáo remarketing lại cái tập 1 triệu người này, chứ không phải là chúng ta tiếp tục bỏ 100 triệu khác ra để chúng ta thu được một cái tập 1 triệu người khác, thì điều này rất là khó, bởi vì cái thuật toán của Facebook nó phân phối nó sẽ bị bóp bóp cái lượt tiếp cận của chúng ta. Vậy nên là khi chúng ta đã tiếp cận được một cái số tập đối tượng khách hàng đủ lớn thì việc chúng ta là sẽ chạy remarketing ở trên cái tập đó. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ bỏ một khoản tiền để thu được một cái tập, tùy vào cái mức độ của các bạn là tài chính, ngân sách quảng cáo, chi phí quảng cáo của các bạn. Ok ạ? Thì trên đây là bài chia sẻ về cách tem bài, cách đặt ngân sách quảng cáo cho các bạn mới. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ và nhấn cái chuông bên cạnh để khi mình ra cái video mới các bạn có thể nhận được những cái video chia sẻ mới nhất tiếp theo. Đúng không ạ? Thì ngoài ra mình có để một cái link tham gia vào nhóm Facebook Newbie cho anh em. Thì anh em hãy đây Facebook Ads Newbie, thì anh em tham gia nhóm này vui lòng trả lời cái câu hỏi duyệt nhóm. Nếu như anh em nào mới không trả lời ấy, thì sẽ không được duyệt vào nhóm Newbie điều như vậy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.